sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đối với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng tham gia đoàn giám sát tiếp và làm việc với đoàn. Về phía huyện có đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Mạc Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Từ năm 2020 đến năm 2023, trên địa bàn huyện có 12 dự án với tổng diện tích là 243,02 hectare. Cần thu hồi đất đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Huyện có 14 trên 16 xã thị trấn có diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hay còn gọi là đất 5%. Trong đó, 12 trên 16 xã cho thuê đất 5% với tổng diện tích cho thuê là 84,46 hectare. 2 trên 16 xã chưa cho thuê với diện tích 0,74 hectare. Với tổng số tiền cho thuê đất thu được từ năm 2020 đến nănăm 2023 là 1.399.446.175 đồng. Hiện tại, các hộ gia đình, các cá nhân được nhà nước cho thuê đất 5% đều sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới sử dụng đất. Quá trình thực hiện các dự án cần thu hồi đất đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện làm rõ một số vấn đề quản lý việc cho thuê đất, sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất, mục đích sử dụng đất 5% của các xã thị trấn, những khó khăn trong việc thuê đất công ích. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tiến hành ra soát đối với diện tích đất công ích không phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp để có phương án chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp, chủ động kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng đất công ích đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đối với các địa phương có nhiều quỹ đất công ích phân tán, manh mún, lẫn với đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài thì khuyến khích dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và sử dụng, chấn chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng cho thuê đất ký không đúng thời hạn và không đúng đối tượng theo quy định, có biện pháp ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công ích trái pháp luật. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại xã Đông Lai và nhà máy dệt kim Supertech tại xã Thanh Hối.